Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hồ Thị Kim Thoa bị bắt hay bị bắt cóc. Từ nhiều ngày trước, một nguồn tin trên Facebook cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam từ thời 2010-2017, đã bị bắt từ Paris, Pháp và chờ dẫn độ về Việt Nam. Việt Nam và Pháp đã có hiệp ước dẫn độ. Mạng xã hội bùng phát thông tin này, nhưng thực hư ra sao thì cần phải kiểm chứng mới rõ. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 19 tháng 11 năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước thông tin này. Theo đó, khi được yêu cầu xác minh về việc báo chí phương Tây nói rằng bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt ở Pháp và có thể bị dẫn độ về Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định như sau: "Tôi không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ ở Pháp." Lâu nay, các kênh phát ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam như báo, đài hoặc cơ quan phát ngôn của Bộ Ngoại giao luôn được xem là kênh thông tin chính thức. Tuy nhiên, độ chính xác của những thông tin từ miệng của chính quyền đưa ra lâu nay được người dân đặt câu hỏi rất lớn. Bởi thực tế, các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản cũng đã nói dối không khác nào những tin vịt trôi nổi trên mạng xã hội. Vì thế, người ta không ai biết phải tin về phía nào. Lấy bài học từ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức, lúc đó mạng xã hội cũng rộ lên tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ thông tin, nhưng cuối cùng hóa ra chính quyền Hà Nội đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thật. Nên lắm khi người dân mạng lại tin mạng xã hội hơn là thông tin từ phía chính quyền. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa. Điều 16 trong Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp có quy định rằng trong trường hợp khẩn cấp, các cơ quan có thẩm quyền của bên yêu cầu có thể yêu cầu bắt khẩn cấp người bị yêu cầu dẫn độ. Tuy nhiên, không phải cứ bị bắt khẩn cấp là sau đó đương nhiên sẽ bị dẫn độ về nước. Hiệp định dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp tuy được ký kết vào hồi năm 2016, tức là ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội, nhưng mãi đến đầu tháng 5 năm 2020 mới bắt đầu có hiệu lực. Đó là vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Ân Sô cho biết, Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt sẽ sớm được dẫn độ về Việt Nam, nên họ đã chưa thể xác nhận được nguồn tin này đúng hay sai. Về nguyên nhân bà Thoa trốn sang Pháp thì điều đó ai cũng biết. Sau khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, người sếp của bà Thoa, thì ngày 28 tháng 7 năm 2017, bà Thoa nộp đơn xin nghỉ hưu sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng. Và sau khi được Bộ Công Thương chính thức ban hành quyết định cho nghỉ hưu, bà Thoa đã sang Pháp sinh sống. Các điều kiện pháp lý mà Hiệp định dẫn độ Việt Nam và Pháp yêu cầu đã được thực hiện trong thời gian qua. Chẳng hạn như ngày 10 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bà Thoa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã bà Thoa. Sau đó, Việt Nam cũng đã gửi lệnh truy nã lên Interpol quốc tế. Qua các bước chuẩn bị của Bộ Công an, điều đó cho thấy họ có chuẩn bị bắt bà Thoa dẫn độ về Việt Nam. Và khả năng là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam được lệnh không tiết lộ thông tin này. Đây là hình ảnh người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt. Tại Việt Nam, sếp cũ của bà Thoa là ông Vũ Huy Hoàng đã bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức án từ 10 đến 20 năm tù. Cùng tội danh là ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương. Bà Thoa là cánh tay đắc lực cho ông Hoàng, nếu bị bắt thì tội bà cũng không hề nhẹ nên bà đã trốn. Nhưng cái điều bà Thoa không ngờ là bà lại trốn tại một nước có ký với Việt Nam hiệp định dẫn độ, nên khả năng bà Thoa bị bắt là khá cao. Và có khả năng bà Thoa bị bắt cóc hay không, đây cũng là một câu hỏi được đưa ra. Trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cánh Nguyễn Phú Trọng đem những người thuộc phe ông Nguyễn Tấn Dũng ra xử rốt ráo để chốt nhân sự là điều khó tránh khỏi. Từ những vụ xử như vậy, việc loại bỏ đối thủ cùng phe cánh với Vũ Huy Hoàng cũng dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cũng bị lôi ra xử trong giai đoạn này. Và vụ án Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa cũng cần phải xét xử thật sớm. Tuy nhiên, nếu bắt dẫn độ thì chắc chắn thủ tục nhiêu khê và thời gian hoàn thành thủ tục dẫn độ kéo rất dài và chưa chắc đã đưa được về. Và điều 3 của Hiệp định dẫn độ nêu ra các trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ, chẳng hạn như thứ nhất,
đối với các tội phạm xác định là tội phạm chính trị hoặc hành vi liên quan đến tội phạm chính trị. Thứ hai là pháp có lý do xác đáng để cho rằng việc dẫn độ được yêu cầu nhằm mục đích truy tố hoặc trừng phạt một người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính kiến. Thứ ba, trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị xét xử bởi một tòa án không đáp ứng các đảm bảo cơ bản về thủ tục. Thứ tư, trong trường hợp hình phạt có thể bị áp dụng theo pháp luật của bên yêu cầu với những hành vi bị yêu cầu dẫn đến tội là tử hình, trừ trường hợp bên yêu cầu cung cấp đảm bảo chắc chắn rằng hình phạt tử hình sẽ không bị áp dụng, tuyên án hay thi hành. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Trịnh Xuân Thanh. Đó là các trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ. Ngoài ra còn có các trường hợp có thể từ chối dẫn độ theo điều 4 của hiệp định. Chẳng hạn như vì những lý do nhân đạo, trong trường hợp việc chuyển giao người bị yêu cầu dẫn độ có thể gây ra cho người đó những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe chẳng hạn. Nói chung là có rất nhiều điều khoản quy định chính phủ Pháp từ chối dẫn độ, trong đó có các vấn đề về sức khỏe là một ví dụ. Mà như ta đã biết, việc chạy một hồ sơ sức khỏe để chứng minh trước tòa án Pháp rằng bà Thoa không đủ điều kiện để dẫn độ về nước là hoàn toàn có thể. Vậy nên, để bắt được bà Thoa về nước quy án một cách nhanh chóng, thì bắt cóc vẫn là một trường hợp mà Hà Nội có thể tính đến. Và câu hỏi được đặt ra là bà Hồ Thị Kim Thoa đã phạm tội gì? Bà Kim Thoa đang sinh sống tại Paris, thủ đô của nước Pháp từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đây là vụ việc liên quan đến vi phạm xảy ra tại Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco, làm thất thoát 2.700 tỷ đồng và bà Thoa cũng bị truy nã từ tháng 7. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi ra khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi trên đối với bà Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã tạm đình chỉ phần vụ án với bà Thoa vì xác định bị can đã bỏ trốn. Khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. Được biết, bà Thoa đang đi du lịch Pháp, trong đó có ghé trung tâm thiền tập Làng Mai ở Pháp. Đây là hình ảnh báo chí đưa tin lệnh truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi nghe tin khởi tố, bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch. Hồi giữa tháng 7 năm nay, Bộ Công an cho biết, khi cảnh sát điều tra xác định bà Thoa đã ra nước ngoài, thì đã xúc tiến các thủ tục tương trợ tư pháp với Interpol, ra lệnh quốc tế, kế hoạch là sẽ phối hợp với cảnh sát nước bạn để bắt bị can đưa về nước. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia về tình hình chính trị trong và ngoài nước, thì giữa Việt Nam và Pháp đã có hiệp định dẫn độ, nên nhiều luồng ý kiến cho rằng việc bắt bà Thoa sẽ dễ dàng hơn so với vụ Trịnh Xuân Thanh ở Đức vào hồi năm 2017. Bộ Công an cũng cho biết khi nào bắt được bị can thì sẽ tiến hành tiếp tục hồi tố để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Và điều này có nghĩa là hồ sơ truy tố bà Hồ Thị Kim Thoa đã được Bộ Công an chuẩn bị kỹ rồi. Việc cuối cùng là bắt người về quy án mà thôi. Bà Hồ Thị Kim Thoa là ai? Bà có xin tị nạn ở Pháp hay không? Cũng là một câu hỏi được đặt ra. Dư luận về việc bắt bà Thoa khá đa chiều. Có người cho rằng Pháp hay những quốc gia khác không phải là nơi chứa chấp cho quan tham Việt Nam lánh nạn nên cần phải bắt bà Thoa về quy án. Số khác thì cho rằng việc bắt bà Thoa cần đúng luật pháp quốc tế chứ không nên bắt cóc, nhất là khi giữa Việt Nam và Pháp có hiệp định về dẫn độ. Bà từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang và gắn bó với công ty này 18 năm. Khi nắm giữ chức vụ thứ trưởng, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn của công ty cổ phần bóng đèn điện quang khi trong tay có 1.161.446 cổ phiếu của bóng đèn điện quang, tương đương với 5,3% vốn. Theo đó, vào năm 2010, khi bà Thoa được bổ nhiệm chức thứ trưởng tại Bộ Công Thương, thì ghế chủ tịch và tổng giám đốc bóng đèn điện quang được ban giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay. Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Vào năm 2016, bà từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vào năm 2016. Vào năm 2017, ái nữ của bà Thoa là bà Nguyễn Thái Nga, sinh năm 1984, là 8X duy nhất lọt top 15 phụ nữ giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản là 394 tỷ đồng. Bà Nga hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa thời đỉnh cao quyền lực. Rõ ràng bà Nga là một đại gia rất nhiều tiền, nhưng có một điều lạ là cho đến nay người ta chưa hề có bằng chứng nào về việc bà mua quốc tịch nước ngoài
mặc dù bà có dư khả năng làm điều đó và cũng không có thông tin nào cho biết bà nộp đơn xin tị nạn ở nước Pháp, mặc dù bà hoàn toàn có thể làm điều đó. Thông qua báo chí cho đến nay, bà Thoa ở lại Pháp bằng visa du lịch. Như vậy, khi visa hết hạn thì bà lại trở thành một người đi di trú bất hợp pháp. Một kẻ từng là doanh nhân, từng sang lĩnh vực chính trị, chẳng lẽ bà Thoa không biết ở lại bằng visa du lịch là không an toàn hay sao? Trong khi đó, trường hợp bà Đặng Thị Hoàng Yến thì lại mua được quốc tịch Mỹ. Có lẽ cần phải bắt được bà Thoa thì mọi việc mới được rõ, cũng cần phải chờ xem diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bà Hồ Thị Kim Thoa có bị bắt hay bị bắt cóc? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.